quay dịch đó ha, nướng dịch đó ha. Ồ, cái lá này mình để ngâm chua hả? Không, chủ yếu là quay thôi. Quay gà, quay cái làm gia vị ấy. Quay thì lấy mà. Còn thì ăn ngâm chua như vừa rồi ấy, mình ăn lúc sáng nay ăn sáng. Lá này cái quả nó vừa dùng để quay luôn. Quay không có thể được, mình chế biến làm khô là chế biến được. Ta cho thêm một quả cho khách ăn thử một quả nhé. Đấy, ta sẽ nói. Nói chung là sớm giờ toàn ăn thử. Dạ cô bác quý chị, thời điểm này là 7:30 sáng và Bùi Hồ đang có mặt tại chợ Phiên, một chợ phiên xã của tỉnh Cao Bằng. Và hôm nay theo cái hành trình của Bùi Hồ thì có anh Thành, kênh Cao Bằng quê hương tôi, thì anh sẽ hướng dẫn cho Bùi Hồ đi tất tần tật về cái chợ phiên ở đây. Thì anh Thành ơi, thì chợ phiên ở đây thì đặc điểm của nó là như thế nào anh hả? Thực ra đây là chợ phiên, là chợ phiên Án Lại, có tên là chợ phiên Án Lại, thuộc xã Nguyễn Huệ, Hòa An, Cao Bằng. Dạ. Đấy, chợ phiên diễn ra rất là sáng sớm, bà con ở đây đi chợ rất là sớm, có thể tầm 5 giờ hơn 6 giờ họ đã đi rồi. Đấy, bây giờ là tầm 7 giờ là chúng ta đi chơi, gọi là đi chơi chợ, đi khám phá chợ là hợp lý. Các bạn tôi và Hồ đi khám phá đâu nhỉ? À vậy thì cái thời điểm bắt đầu của chợ là từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ sáng sớm tầm 5:30 6 giờ đã bắt đầu rồi. Đến tầm 9 giờ có thể là tan chợ rồi. Bà con đi chợ sớm và tan rất là sớm. Thì chợ xã của mình là bao nhiêu lần mình họp phiên một lần? Rồi, 5 ngày ra một phiên chợ. Cứ 5 ngày. Chợ này diễn ra vào ngày có đuôi 8 và đuôi 3 hàng tháng. Âm lịch hàng tháng. Thì ngày những ngày có đuôi 8 và đuôi 3 âm lịch hàng tháng. Đặc điểm của chợ phiên thì họ buôn bán những cái nông sản đặc sản của địa phương khu vực ở nơi đây. Yeah. Ở các huyện khác nhau, các chợ khác nhau thì họ có những cái nông sản đặc sản khác nhau của mỗi vùng miền khác nhau. Đấy, các bạn muốn biết rõ hơn cùng nhau đi khám phá. Bây giờ Bùi Hồ cùng với anh Thành là đây là cũng nơi là nơi quê hương của anh, và ở đây thì chủ yếu là người Nùng với người Tày chủ yếu là hai dân tộc Nùng Tày. Ít người Kinh, ít anh ha? Ít thôi, có nhưng mà ít. Bây giờ thì là mình bắt đầu đi ha. Rồi, nhất trí, đi thôi. Còn phía trong thì vắng lắm. Cứ quay từ ngoài này vào khám phá dân buôn bán, những cái mặt hàng ở ngoài này. Khá là giống như ở quê em thì có chợ xã, là chợ Chồng Hổm, thì họ cũng buôn bán những cái đồ cặp như thế này. Thì anh có thường ở đây, anh có thường đi chợ phiên không? Có chứ, anh đi tập. Anh Thành có một cái đặc điểm như thế này là ở đây có bán miến ở đây là đặc sản anh hả? Đúng rồi, miến là đặc sản Cao Bằng đấy. Đây là khu vực miến Án Lại, ngoài ra còn có miến ở Nguyên Bình ở Cao Bằng rất là nổi tiếng. Ở Nguyên Bình và miến Án Lại đều là những cái miến rất là ngon, rất là nổi tiếng ở Cao Bằng. Cùng nhau đi khám phá nhé, vừa đi vừa nói chuyện. Dạ. Cứ 5 ngày thì họ mới nhóm một lần, họp phiên một lần. Ở kia là một cái vùng núi núi cao của bác quý anh chị. Thì ở đây thì đa số thì theo chia sẻ của anh Thành thì chỉ có người Nùng và người Tày là đi chợ chủ yếu. Em không hiểu rồi những cái nón ở trên đầu cái khăn khăn đây là khăn của người Nùng mà. Khăn của người Nùng hay đội ở trên đầu mà, hay cuốn khăn ở trên đầu. Đấy là bình thường. Khăn đen là bình thường, còn khăn trắng thì gia đình có chuyện buồn ấy thì họ mới đeo khăn trắng thôi. Khăn đen là gọi là cái trang phục của họ thôi. Gọi là cái cuốn khăn hàng ngày. Ở đây thì họ bán theo cân hay là sao anh hả? Vịt này họ đa số là bán theo cân. Chị bán theo cân hay theo con ạ? Bán theo cân. Bán theo cân. Bao nhiêu tiền một cân hả chị? 70.000 một cân. Vịt bà con nuôi, vịt suối. Vịt suối. Khá là lạ ha. Trao đổi được mà. Vừa đi mà trao đổi. một con gì nó nặng nhất là khoảng bao nhiêu cân ha chị? 2 cân rưỡi. 2 cân rưỡi. Cái này chỉ như con. Vịt này nó chỉ là suối thôi.
Và nó ăn cá ở trên suối hả? À không, chăn mình thiêu mà chả có, mình thả ở khu vực suối nước trong veo. À, rất là sạch. À, với lại thịt nó sẽ ngon hơn quá. Thịt ngon hơn. Đây là mận đấy hả anh hả? À, đây là đào, đào. Đấy, đào bản địa Cao Bằng đấy, nhìn là biết rồi. Cao Bằng. Ôi, ăn quả đây chú ơi. À, đấy, mời ăn quả đấy. À, mời ăn thử. Ăn quả đây, ăn quả đây. Đây. Ăn thử đứa phèo chú. Ăn thử thoải mái thôi. Ô, quả dưa leo lớn quá. Dưa leo á. À, ở đây kêu là gì? Dưa. À. Dưa lớn quá. Cái này là đào. Đào Cao Bằng này. Đào chắc chắn là đào bản địa Cao Bằng. Nhìn là biết ngay, nó méo méo này. Cái vị của nó sao hả? Ăn thử được không? Ăn sáng thấy em sợ chua chua. Tí xíu anh em mình hãy ăn ha. Bây giờ cần này nấu là hơi buồn buồn rồi sao? À. Chú ấy cho ăn thử một miếng được không? Rồi. Miền Nam á. Em ạ. Nên, em ở Đồng Tháp. Chợ phiên Cao Bằng mình. Tân Đồng Tháp ấy. Tân Đồng Tháp ạ. Cho cháu xin một miếng nhé. Cho miếng ăn thử cho nó ngọt. Ok. Cho cái nguyên luôn. Ăn cái nguyên luôn. Ôi. Ờ. Cái nguyên luôn. Ăn thắc mổ đấy. Thầy những Cao Bằng người Cao Bằng nhất. Con lợn là phải đúng anh em ơi. Con vân này à. Lai này kẻ đây à. Lai à. Cơm chín chiên này. Con vân này à. À, cái đó mình phải gọt rau ra hả anh ha? Gọt đi. À, tiêm rèn mà, tiêm rèn. À, anh đang nói về gì với chú anh hả? Đang nói chuyện với chú vào cây này trồng hay là có loại cây tự mọc trên rừng ấy? À. Đa số là nhiều cây mọc trên rừng của em để trồng. Anh này là chú trồng hay là sao? Trồng. À. À. Sau khi anh... Mùi đào à, nước đào kia à, mùi một kia là khoái này. Khá ngon anh Thành à? Ngon đó. Ngon. Đây là củ ở gừng anh hả? Đây là lạc. À, đây là lạc. Mình đây là mướp đắng. Mướp đắng. À. Mướp đắng nhỏ nhỏ. Ở quê em thì gọi là củ qua gừng. À, củ qua đúng không? À. Củ qua gừng á. À. À. Đây là gì anh nói dứa à? Dứa. À, khá lạ ha. À, đây quả măng mật đây. Đây chim Cao Bằng đây. À, quả cái lá của nó là người ta dùng để nướng quay vịt đấy. À, quay vịt đấy ha, nướng vịt đấy ha. Ồ. Cái lá này mình để ngâm chua anh ha. À, không, chủ yếu là quay thôi. À, quay để quay gà, quay vịt để làm gia vị ấy. Quay thì lấy mà. Con này ăn ngâm chua như vừa rồi ấy, mình ăn sáng nay ăn sáng. À, lá này cái quả nó giờ dùng để quay luôn. Quay không có thể được, mình chế biến làm khô là chế biến được. Thôi cho xin một quả cho khách ăn thử một quả nhé. Đấy, à, phải nói. Cho bác thử một quả thử với miền Nam. À. Nói chung là sớm giờ toàn ăn thử. Ngon lắm. Ngon các bạn. Hai vị khách anh đây, quay lại với bà ơi. Ở Tần đâu? Ở tại chú Tần Đồng Tháp đi. Đồng Tháp. Đang thân Cà Mau là. Bà là người Nùng. Người Nùng ấy, người ta vậy bạn. Người Nùng mà. À. Đúng là Nùng phải. Nùng An. Nùng An. À. Quả này là bà trồng hay là quả gừng? Trồng. À. Một chùm dưới đấy này là nhiêu anh à? Bao nhiêu tiền hả bà? À, khá là độc lạ, chợ 10.000. anh Thành, đây là gì anh hả? Bí hả? Rồi thôi bây giờ mình đi tiếp đi. Bí thơm này nè anh ha. Bí thơm, bí dài. À. Ở đây em thấy người ta bán thơm nhiều quá. Bí thơm á? À, bán thơm, bán trái dứa ấy, đúng không? Dứa. Măng.
dưa gan, dưa dân tộc ở vùng cao họ trồng vài năm nhiều. Mua đây này, hai nhiều đây này. À. Đấy, ông bây giờ đang mua tiếp đi. Dạ, cháu mua nữa. Ở đây thì bánh này bánh gì anh thật? À, là bánh bánh ngô thì phải. Thì bánh ngô nhỉ? Vâng. Hôm trước em hỏi chị mình ăn như thế nào? Ờ, hỏi chị. Hôm nay lại có khách đến chơi nên đấy, nên họ muốn xem đấy. Bánh này bao nhiêu tiền một đôi này? 5.000 một đôi. Ờ, khá rẻ ha. Chút xíu mình quay lại, tại bây giờ mình còn đi lại đằng kia ha. À, anh Thành nói thì đây là chợ xã nên Thành nữ là chợ phiên án lại, chợ phiên án lại, nhưng mà ở án lại anh ha. À, họ bán những cái đồ công nghiệp anh ha. Ở đây có cái món đặc sản ở Cao Bằng này, cái là thạch đen Cao Bằng. Thạch này được làm một cây thạch trồng tự nhiên ở Thạch An ấy. À, rất là ngon. Và họ dùng cái bột mà khuấy ấy tạo ra thạch này, rất là ngon. À, rất là cái vị nó sao ta? Vì nó mát ấy. Họ ăn thạch ăn với chè các thứ ấy, họ ăn pha cùng ấy. Đấy. Một thố như thế này là bao nhiêu tiền nhỉ? Cái này chắc là tầm 20.000. Bao nhiêu tiền chị nhỉ? 20.000 một hộp bên này. Còn bên đây là gì đây? Đây là bánh gai. Bánh gai sao không bán? À, bánh gai. Đây. Ừ. Bánh gai. Thì làm một cây lá gai ấy. À. Đen ở trong đấy gạo nếp, gạo thôi, gạo nếp với bột gai. À. Ăn rất là ngon. Bánh gai Cao Bằng. Thế bây giờ mình sẽ đi theo hướng này anh hả? Hướng này à? Rồi anh đi trước em đi theo. Hôm nay cháu đưa khách miền Nam đến thăm Cao Bằng và muốn tìm hiểu một số loại bánh ở đây ạ. À. Bánh này là bánh bò anh hả? Bánh bò đúng rồi. Đây là bánh bánh cam. Bánh rán. Bánh rán. Đây là bánh bao. À. Bánh bao thì cái nhân nó bánh bao là bột mì, lấy bột mì về làm nhân ấy. Đây có thể nhân đường hoặc là nhân đậu xanh. Nhân đường thôi. Không giống như ở quê cháu thì bánh bao là nhân thịt. Nhân thịt. À. Thịt là 5.000 nữa. À. Thế là mình này chỉ 2.000 thôi. Nhân đường này rẻ hơn nhiều. À. 2.000 thôi. Dạ. Nãy giờ thì sau khi mà được anh giới thiệu qua đó thì em mới biết được rằng là giá đây tương đối là rẻ, tầm khoảng 10.000 trở lại thôi, 2.000 rồi 5.000 rồi cao nhất là cái thạch khổng lồ đấy, thạch đen á, 20.000 một hộp. Là một trong dạng thạch này ăn cùng với chè. Một cốc này chắc là tầm bao nhiêu tiền cô nhỉ? Bao nhiêu tiền? 6.000 á? 6.000 một cốc chè này. Dạ, tùy cháu ăn ạ. Đây là gần khu vực cuối chợ rồi. Đây là trung tâm của chợ rồi mà. Dưới kia chỉ là cái cổng ngoài chợ thôi, họ bán ở ngoài đấy kia thôi. Bây giờ hai anh em mình ra ngoài kia hả? Ở đây có miếng ba chỉ. Ba chỉ lợn đấy. À. Không biết miền Nam gọi như thế nào. Miền Nam em cũng gọi là ba chỉ luôn. Đây có với thịt vịt này. Có một số đang hàng còn có cả lạc sườn nữa. Khá là vui anh à. Bánh cuốn này, bánh cuốn Cao Bằng này. Bánh cuốn là một trong những loại bánh rất là đặc trưng của Cao Bằng mà họ hay làm vào buổi sáng sớm, chủ yếu là sáng sớm thôi. Có người thích ăn bánh cuốn mà có người thích ăn phở ấy, làm buổi sáng sớm ngon thơm. Con cảm ơn nhá. Này bà kêu thử mà. Bà đâu ra? Dâu này bà trồng hay là dâu rừng à? Dâu rừng. À. Rừng tự nhiên. À. Ở đây.
Cây này không ngọt bằng cây kia, cây trắng ấy. Nhà, ai nhỉ? Ừ, anh ăn đây. Cả hạt mà. À. Ăn cả hạt mà. Cháu cảm ơn bà nhá. Vâng ạ. À. Con ăn nữa không? Dạ không. Đây gọi là cái tương. À, đổ tương. Đổ tương khác là món tương ấy. Ừ. Nhà. Món tương ngoài ra còn có tên của món cái gì nhỉ? Chỉ có cơm nói tàu, đồng ri thế thôi. Tàu gì nhỉ? Có đồng ri. Tàu ri á? Thế thôi. Cái món này. Cái món này là bá đậu. Bá đậu. Bá đậu. Bá đậu là món gì ạ? Bá đậu là mình làm đậu ăn chua. Con cái bá của nó. Bá đậu ấy, mình bán cái đậu là bá này. Cái này như kiểu là lên men ấy. Thế ai thích ăn thì lấy. Chua á? Hay là không chua đâu đúng không? Chua đâu. À, béo à? Chăn lợn thôi nhưng mà ai thích ăn thì lấy thế. À, à cái này là bá đậu, cái làm đậu cái phần là phần thịt nó xay cái phần bá của nó ấy. Phần thịt thì khác bán hết luôn. Là mình đem về mình ăn à? Ừ, đem mình có thể ăn. Ừ. Ok coi, cảm ơn nhá. Cảm ơn các chú nhá.